Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp không nội cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, Thánh Đế Khổ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thánh Đế Tập Diệt Đạo cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, Tám Giải Thoát cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tám Thắng Xứ, Chín Định Thứ Đệ, Mười Biến Xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, Tất Cả Pháp Môn Đà La Ni cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tất Cả Pháp Môn Tam Ma Địa cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bậc cực hỷ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, năm loại mắt cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Sáu phép thần thông cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, mười lực Phật cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, đại từ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Đại bi, đại hỷ, đại xả cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tánh luôn luôn xả cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, 32 tướng đại sĩ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? 80 vẻ đẹp phụ thuộc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, quả dự lưu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh đại Bồ Tát cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng?